nàng tử xinh đẹp đi đâu vậy ta? Ồ, nàng đem quà ra cho ta đúng không? Đây, mau đưa đây cho ta. Ta không từ chối tấm chân tình của nàng đâu. Ai nói đem cho huynh chứ? Chị huynh. Ủa, là hai người sao? Nhưng mà sao hai người lại có mặt ở đây? Tại vì hữu duyên thiên lý mà. Hữu duyên cái con khỉ. Nè Lữ, ta biết là muội đem bánh cho ta đúng không? Đưa đi cho ta, nhanh lên. À, đấy. Ai đem cho huynh? Chị huynh à, muội biết huynh ở ngoài này đọc sách cả buổi, huynh không có về nhà, nên muội mang ít bánh ra để cho huynh lót dạ nè. Không có công bằng gì hết á. Nè, ta cũng là huynh đệ của hắn, tại sao hắn ăn được mà ta không ăn được? À, thôi mà, bây giờ vậy đi, huynh đệ chúng ta cùng ngồi xuống ăn chung cho vui. Ít ra phải vậy chứ. Huynh ăn đi. Cảm ơn muội. Bánh thơm quá. Có ngon không huynh? Ngon, ngon lắm. Bánh của muội tự làm đó. Muội thiệt là khéo tay. Rồi chuẩn bị nha. Đặt. Chẳng lẽ rồi đặt vô. Rồi, chẳng lẽ đặt vô. Đặt vô đi, đi. Đặt vô. Chẳng lẽ nè. Rồi quay lại không. Rồi xong chưa? Dở nghe, dở nghe. Chẳng dở à, khui à. Lẽ chẳng lẽ. Thu hoài đi. Mình đã trúng phải không? Rồi trúng đây, trúng đây. Tôi chết rồi. Chỉ còn mấy đồng bạc lẻ cuối cùng này để đi mời đại phu bốc thuốc chữa bệnh cho mẹ, mà mình cũng thua sạch hết rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Rồi, đặt xong chưa? Tiếp nè. Rồi, đi đi. Đúng rồi. Lẻ. Sao, có chơi không? Có chơi tiếp hay không vậy? Hết tiền rồi hả? Hết tiền thì làm ơn đứng lên đi, cho người khác người ta vô người ta chơi. Muốn chơi nữa thì qua bên kia ký giấy nợ đi rồi có tiền chơi tiếp. Đúng rồi. Sao không dám ký vậy? Nhìn cái mặt thấy là không biết dám ký rồi. Nhạt nhạt. Nói nghe nè, chỗ khách quen tôi mới ưu tiên đó nghe. Còn nếu mà không dám ký, làm ơn đứng dậy đi về cho người khác ra vô ta chơi. Đi đi. Mình phải dây đợi đỡ lại chứ không còn cách nào khác nữa rồi. Thôi kệ đi. Thôi, mình chơi tiếp. Quay. Nhạt quá. Ký thì ký. Mẹ. Mẹ à, mẹ ráng ngồi dậy uống đỡ chén thuốc này đi, con mới nấu đó. Mẹ ráng chờ con thêm một ít thời gian nữa nha. Con kiếm tiền con mời đại phu cho mẹ. Con cứ để đó đi, lát nữa mẹ uống. Dạ vậy cũng được, lát nhớ uống nha mẹ. Ừ. Dương nè. Dạ. Từ ngày mẹ lâm bệnh nặng, bao nhiêu ruộng vườn tài sản của nhà mình nó tiêu tan hết rồi. Nhưng mà con cũng cực khổ lắm. Thôi, mình còn một miếng đất hương quả. Làm gì còn gì nữa mẹ? Miếng đất hương quả đó bán lâu rồi mẹ không nhớ hả? Con nói thì sao? Nhà ta đất ruộng cò bay thẳng cánh. Không lẽ người trong làng này nói đúng? Những lúc mẹ bệnh, con bỏ mẹ thâu đêm suốt sáng không về nhà là con đang ở chiêu bạc đúng không? Còn miếng đất hương quả con cũng bán để đánh bạc đúng không? Ai mà đâm hồng dữ vậy? Mẹ, ở nhà mà không có tiền thì tiền đâu chăm sóc mẹ? Chăm sóc kiểu gì? Con chỉ muốn lấy tiền để đánh bạc, để kiếm lời thôi.
Nhưng mà đáng tiếc á, con không kiếm lời được thì thua, phải chịu thôi. Xui xẻo thiệt đó. Đúng là người tính không bằng trời tính. Nhưng mà thật ra con cũng mong muốn kiếm thật nhiều tiền để về chữa bệnh cho mẹ. Con đâu có ngờ là thua trắng tay đâu. Trời ơi, ta thật vô phước mà. Cũng tại ta quá nuông chiều con từ nhỏ mà không chịu dạy dỗ con nên người. Dương à, con lo làm ăn đi, tu tâm dưỡng tánh, cho đến lúc mẹ mất rồi ai lo cho con chứ. Phải rồi, rồi mẹ mà bước đi thì cái nhà này rộng quá, ta ở nhà một mình thì thật là phí phạm. Dương Huynh ơi, Dương Huynh ơi, Dương Huynh, Dương Huynh. Mẹ à, hình như là có ai kiếm con. Thôi mẹ nằm nghỉ đi ha, để con ra ngoài coi sao. Mẹ nhớ uống thuốc nha. Dương Huynh. À, hai người tìm ta có chuyện gì không? Nghe nói là mẹ của Huynh bệnh, cho nên chúng tôi ghé thăm. Mẹ ta mới vừa uống thuốc xong, với lại bà còn đang mệt lắm. Để cho bà nghỉ ngơi, mấy người đừng có làm phiền. Mới có mấy ngày mà nghe nói là mẹ của Huynh xuống sắc dữ lắm hả? Ừ. Hèn gì hôm trời Huynh không đến lớp mấy hôm nay là do chăm sóc mẹ. Làm tôi cứ tưởng là lại nghĩ xấu về ta có đúng không? Dương Huynh, muội có ít cam để gửi cho mẹ của Huynh. Mà Huynh nè, hôm ấy sáng nay Huynh cứ đi học đi, cứ để bác ở nhà, muội chăm mẹ Huynh vài canh giờ. Vậy cũng được. Bà nè, muội có ở lại chăm sóc mẹ của Huynh á. Mẹ của Huynh đang bệnh nặng, nói năng lẫn lộn, có nói gì đừng có nghe nha, nhớ bỏ qua cho mẹ Huynh. Thôi, để đứng đây chờ Huynh một chút, để Huynh vào trong lấy túi đi học. Mình đi muội. Đi. Mình đi học thôi vậy. Đi, đi, đi. Ở đây. Hay là đã đi trước đi. Ta phải tạt ngang qua nhà đại phu, dặn đại phu mấy thuốc qua nhà cho mẹ ta. Huynh nhớ đi nhanh nhanh nha, nhớ là tranh thủ tới sớm kẻo trời. Ta biết rồi. Mặt của cậu đây. Chơi thôi, chơi thôi. Vô nè, vô. Rồi, coi giặt đi. Chơi tiếp mà. Rồi, rồi, rồi. Chơi đi, chơi đi, chơi đi ông. Vô. Rồi, chẳng lẽ đặt kéo. Lẹ, 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 lẹ. Xong chưa, xong chưa. Mình chạy. Rồi, xong rồi. Lẹ, 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 lẹ. Thì ra là mày ở đây. Mẹ mày chết rồi kìa. Đúng là cái đồ bất hiếu mà. Sao? Mẹ mày chết rồi kìa. Chạy đi, chạy đi. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Sao Dương Huynh nói là đi kêu đại phu mà bây giờ Dương Huynh mới về? Buông ra. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi. Con sai rồi mẹ ơi. Ông trời ơi, hãy trừng phạt tôi đi. Đừng để mẹ tôi chết. Mẹ ơi, mẹ mất ra đi mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ đành đoạn bỏ con đi như vậy? Đừng bỏ con mà mẹ. Dương Huynh. Mẹ ơi, xin Huynh bớt bi lụy mà lo chuyện hậu sự cho mẹ. Nếu thật sự thương mẹ thì Huynh phải cố gắng ăn học để sau này thành tài. Có như vậy thì mẹ Huynh mới ngậm cười nói chín suối. Đúng vậy, Huynh cần gì thì cứ nói, bà vợ nào còn thiếu tôi sẽ ráng giúp. Cầu Dương đây có bạn đồng môn quý quá quá, ráng đừng có phụ lòng người ta nghe cậu Dương. Tôi biết bây giờ ruộng vườn nhà cậu đã bán hết rồi, trước mắt cậu không có việc làm,
Vậy từ ngày mai, sau khi lo hậu sự cho mẹ xong xuôi, cậu cứ qua nhà tôi làm ruộng. Nhà tôi có ruộng nhiều lắm. Chị nhìn kìa. Ờ. Tội ghê á. Ừ. Học trò chó gà không chặt. Ờ. Sao cầm cuốc nổi, vậy mà bây giờ phải ra mần ruộng á. Làm có một chút một cũng không xong nữa. Ừ. Mà đúng rồi, nghe nói á, hồi trước cũng ham chơi dữ lắm, nên mẹ của nó mới đổ bệnh á. Ừ. Giờ chắc biết sợ nên mới tu tâm dưỡng tánh rồi. Nhưng mà có làm được cái gì đâu. Chị thấy không, cô Lũ tới kìa. Ờ. Dương Quỳnh, có gói xôi đậu đem qua cho Quỳnh nè. Quỳnh ăn lấy Thảo nha. Mọi cứ để đó đi, lát nữa Quỳnh nghỉ tay rồi Quỳnh sẽ ăn. Thấy cô Lũ lo cho cậu ta quá hả chị. Quỳnh nhớ ăn nha, tôi về trước đây. Giờ này cũng trưa lắm rồi. Đa tạ mụi nha. Để tôi kêu mấy ổng lên. Mình ơi, trời đứng bóng rồi. Đi về mình ơi. Về ăn cơm lát ra mừng tiếp nha. Rồi. Đi về mình. Về mình ơi. Đi về nghe chị Bảy. Về nha. Ờ, chào. Chào anh nha. Mày. Rồi. Về nha chú ạ. Nhìn gì mà nhìn, bộ cho thấy uống rượu hả? Đồ quán, ta hết rượu rồi, mang rượu ra cho ta. Rượu của ta đâu? Một khi vậy ta không có tiền hả? Ta có tiền đây nè. Đoạn mới cho ta. Nhìn cái gì mà nhìn? Dương Huynh, Dương Huynh, dậy đi học. Dương Huynh, Dương Huynh, tới giờ đi học rồi kìa, mày đi học thôi. À, ta chắc hôm qua làm độc nắng quá, nay muốn đổ bệnh rồi. Bệnh gì mà sao nghe như có mùi hèm vậy? Kệ ta đi, để đi học đi, đi đi. Nếu như mà Huynh bệnh á, vậy có cần tôi gọi đại phu hay không? Thì thôi, mặc ta đi. Đi đi, đi đi. Để cho ta ngủ. Chẳng hay lẻ đây. Chẳng. Chẳng lẻ. Chẳng lẻ. Chẳng lẻ. Chẳng lẻ. Trung bình đây. Lẻ, lẻ, lẻ. Lẻ, chẳng lẻ. Không còn mở đi. Lẻ, 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 lẻ. Chẳng. Chú hoài gì? Gồm bên đây. Rồi rồi, tiếp nhanh đi, đặt nhanh đi. Chẳng lẽ gì cũng được. Lẹ, lẹ. Rồi dẫn nghe. Rồi đặt lẹ đi. Chẳng, chẳng. Chẳng, chẳng. Chẳng, chẳng. Chẳng, chú hoài gì? Quỳnh đang lo cho Dương Quỳnh đúng không? Dương Quỳnh bỏ học rồi. Nghe nói cũng không ra đồng làm việc nữa. Mụi có qua nhà mà cũng không thấy Quỳnh ấy đâu. Không biết Quỳnh ấy đi đâu nữa. Quỳnh đang lo cho Quỳnh ấy lắm. Ruộng vườn đã cầm cố hết rồi, chỉ còn cái gian nhà của cha mẹ để lại. Không khéo Quỳnh ấy cũng không thể giữ được. Thank you.
đây là văn tự bán nhà của ngươi. Ngươi chỉ xin ta ở tạm một tuần trăng để cúng dỗ mẹ mình. Ta cũng nhân đạo đồng tình. Bây giờ đã hết thời hạn rồi, mau cút đi. Tôi xin ông bà, bây giờ ông đuổi tôi đi, tôi biết đi đâu. Làm ơn cho tôi ở thêm vài bữa nữa đi. Tôi nhất định sẽ gỡ bạc để chuộc nhà lại. Tôi xin ông bà. Sao ngươi muốn gỡ hả? Được, cứ đưa tiền ra đi, rồi ta sẽ cho vô sòng bạc của ta mà gỡ. Còn không có tiền thì đừng bao giờ để ta thấy mặt, nghe chưa? Lội nó đi. Tôi năn nỉ ông, đừng mà. Lội nó đi ông bà. Tôi xin ông, đừng. Đừng mà, tôi năn nỉ ông bà. Đừng, cho tôi xin đi, đừng mà. Nói vậy, giờ này huynh không còn nơi để tá túc nữa rồi. Thiệt là quả vô đơn chí mà. Tại Tam Ngu nghe lời bọn Thương Thảo nên bị chúng nói gạt, giờ mất trắng nhà cửa ruộng vườn rồi. Bây giờ học hành cũng chẳng có vô nữa. Nhà tôi thì huynh biết rồi đó, tôi phải đi học một buổi, còn một buổi là đi làm. Ai thuê gì thì tôi làm nấy. Huynh nhắm có phụ được để tự nuôi bản thân mình không? Sao lại không? Tay làm hàm nhai, ai cũng biết điều đó mà. Với lại những việc lao động chân tay đâu có khó gì đâu. Ta chỉ cần trả công đủ sống qua ngày là được rồi. Vậy thì tốt rồi, hãy cố gắng cho qua khó khăn lúc này.